bắt đầu là đến đi. Cái vị thứ nhất là cái vị xã giáo đình, chúng ta mời cái vị xã giáo đình ra trước đi. Xin mời cái vị xã giáo đình xin bắt cái trẻ này hôm nay. Thì trước vấn đề là đầu tiên thì chúng ta thấy đây chính là căn cổ quan
là sự kết hợp giữa cổ qua và cả các nét khác. Bên cạnh đó nó tô điểm trên đèn bài con tế bào. Và ở đây là theo truyền thống của dân gian mình có muốn là một năm nó sẽ là cái mỏ. Rồi kế tiếp là thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho trứng mà người dân của mình thường ở trong nhà thì cũng có. Cho nên em có sự kết hợp là kho nó cách điện một chút xíu là thịt con tàu thì mình có thể ăn kèm với kiểu hoặc là nước chua. Bên cạnh đó thì em còn có thêm món xào để là hoàn thành trong cái vấn đề ăn với bà con là các con với nhau. Và cuối cùng là món lỗi xoài khô. Ở đây thì ngoài ra thì em còn có thêm một món nữa, đó chính là tỏi chân xả. Tại vì ở mấy mâm cơm ngày Tết thường thì ở gia đình chúng ta thường là thì hay có ăn chay, cho nên nó là đem nó là cũng làm thêm cái chay để cái mâm cơm của gia đình nó là có đầy đủ chút nước chay. Bên cạnh đó mâm cơm gia đình của mình còn có những em bé nhỏ, cho nên ở đây em cũng làm một cái suất ăn dành cho những em bé nhỏ với màu sắc. Cuối cùng thì xin chúc các bạn người nhà sức khỏe, biết đầu tiên thì hãy xin cảm ơn các anh chị. Kính thưa hôm nay có sẵn cho tất cả các bạn hội viên, thì hôm nay tôi xin đại diện cho đồng hậu chương trình bữa ăn với chủ đề là bữa ăn sinh hoạt ngày xuân. Bữa ăn sinh hoạt ngày xuân chính là những chuyên viên của tất cả các gia đình Việt. Sau một năm làm ăn sinh hoạt hạnh phúc và khác thì mọi người lại quay vòng bên nhau, dù ai đi đâu làm gì thì cũng đồng tụ xuân họp để chia sẻ những khó khăn vui buồn của năm cũ, dành tặng nhau những lời chúc của năm mới ý nghĩa nhất. Vẫn là những gì đặc trưng nhất của người Việt Tết Việt, nói đến bánh tét là nói đến Tết Việt, vẫn là nét mộc mạc của lá chuối vườn nhân rộng mở. Ngay từ bàn tay khéo léo của các bạn đoàn viên đã sáng tạo lên những màu sắc mới, những hình ảnh mới tượng trưng cho ba miền, cho sao vàng năm cánh. Đứa con nào xa quê vừa cũng thèm món thịt kho mộc vịt của mẹ nấu trong mỗi lần Tết về để được thỏa cơn thèm mà không nơi đâu có thể mua được không? Hương vị này ăn kèm với dưa kiệu, nhà làm cơm trắng nữa thì không chê vào đâu được. Bông cải xào mực đơn giản nhanh gọn mà lại cứu đói những ngày Tết khi nhà còn bao việc. Còn gì bằng món lẩu mẻ cá lóc đồng mộc mạc đúng chuẩn quê nhà, rau chuối rau luộc mình tươi rói, nước mẻ chua chua thanh thanh nghi ngút khói cho bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng. Đơn giản vậy thôi nhưng tràn đầy tình cảm gia đình, đầy đủ ý nghĩa cho bữa cơm sinh hoạt ngày xuân hạnh phúc, bình an và trọn vẹn. Phần thi thuyết trình của đơn vị và Bình Hạnh đến đây là kết thúc. Kính chúc ban giám khảo cùng các bạn đoàn viên năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Dạ, trước tiên là một cái phần tên của tôi. Xin chào để đến đây là cái là bữa thi hôm nay thì đơn vị thường thường đều có hai món, một là món chua với mẻ. Nói về món này thì quy truyền thống của bà xưa từ xa xưa lâu để lại cái món này được thực hiện bằng cái Thank you.